Phật thuyết Thái tử Loát Hộ Kinh quyển 1. Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Dịch. Lúc bấy giờ Phật ở tại thành La Duyệt trong núi Kỳ Sa Quật cùng với 1.250 tỳ 200 tỳ kheo, 1.200.000 Bồ Tát, Ư Bồ Tát Ư Bà Dê, vua các cõi trời Phạm Thích cùng với vô lượng số nhân dân, quỷ thần, rồng đều cùng đến hội họp. Thái tử A Xà Thế tên là Loát Hộ cùng với quần thần, các trưởng giả 500 người từ trong nước đều mang lọng hoa hoàng kim ra khỏi nước La Duyệt cùng nhau đi đến chỗ Phật. Mọi người dâng lọng hoa hoàng kim lên Phật, hai tay chắp lại, đầu mặt sát đất đảnh lễ Phật xong, đợi đứng chắp tay, Thái tử A Xà Thế Loát Hộ bạch Phật rằng: "Con có việc muốn hỏi, nếu Phật cho phép thì con sẽ hỏi, không cho phép thì con không dám hỏi." Phật dạy cho phép ông hỏi. Thái tử bạch Phật rằng: "Bồ Tát nhờ nhân duyên gì mà có nhan sắc đoan chánh? Vì nhân duyên gì không vào trong bụng người nữ mà hóa sanh ở trong hoa sen? Vì nhân duyên gì mà có thể biết được những sự việc trong đời trước của mình? Xin Phật đại ân dạy cho chúng con được biết." Phật bảo Thái tử: "Người hay nhẫn nhục, không oán giận, đời sau sanh làm người hiền lành đẹp đẽ. Người không dâm dục, không cùng với người nữ giao thông, hoặc trọn đời người, hoặc một năm, một tháng và 7 ngày, đời sau liền biết được những việc trong đời trước cùng những việc trong vô số đời vị lai của mình." Thái tử bạch Phật rằng: "Vì nhân duyên gì Bồ Tát thân có 32 tướng? Vì nhân duyên gì có 80 vẻ đẹp? Vì nhân duyên gì nhân chân thấy thân Phật chiêm ngưỡng không lúc nào nhàm chán?" Phật dạy Thái tử: "Do lúc làm Bồ Tát vui thích bố thí các loại đồ vật cần dùng cho chư Phật Bồ Tát, thầy, cha mẹ và nhân dân, vì vậy mà được 32 tướng tốt. Bồ Tát phải có từ tâm thương nghĩ đến nhân dân của các loài cò bay máy cửa trong 10 phương như con đỏ, đều muốn độ thất cho họ. Làm như vậy nên được 80 vẻ đẹp. Bồ Tát thấy oan gia cũng như cha mẹ bình đẳng không có khác. Do là như vậy nên nhân dân thấy thân Phật chiêm ngưỡng không lúc nào nhàm chán." Thái tử lại bạch Phật rằng: "Bồ Tát vì nhân duyên gì mà có trí tuệ biết thâm kinh và hạnh Đà La Ni? Vì nhân duyên gì mà biết định tam muội ý được an ổn? Vì nhân duyên gì những lời Phật dạy đều vui lành, ai nghe cũng đều hoan hỷ, tin nhận và thọ trì?" Phật bảo Thái tử Bồ Tát tin vui, ưa thích học, thọ trì và đọc tụng kinh sách. Do làm như vậy nên có trí tuệ biết thâm kinh và được hạnh Đà La Ni. Bồ Tát thường hoan hỷ, nhất tâm về chánh niệm, do làm như vậy nên được tam muội an ổn. Lời Bồ Tát nói đều rất thành thật, không hề khi dối. Do làm như vậy nên chỗ nói ra mọi người đều hướng về tin tưởng. Người nghe không ai mà không hoan hỷ. Thái tử lại bạch Phật rằng: "Bồ Tát vì nhân duyên gì học kinh văn lời của Phật, nhân dân ai cũng kính tin? Vì nhân duyên gì mà biết kinh luật và pháp nghi? Vì nhân duyên gì mà hiếu thuận theo lời Phật dạy không hề vi phạm? Phật dạy Thái tử Bồ Tát đời đời không định hót. Do làm như vậy nên học kinh văn lời của Phật dạy đều thông hiểu không quên. Bồ Tát đi vào trong thâm kinh không sợ không hãi. Do như vậy nên được kinh luật tiện biết pháp nghi. Bồ Tát đời đời kính Phật, kính kinh, kính thầy, kính cha mẹ. Do làm như vậy nên được trí tuệ." Thái tử lại bạch Phật rằng: "Bồ Tát vì nhân duyên gì đời đời sanh ở bên Phật? Vì nhân duyên gì mà có được trí tuệ hiểu biết để hỏi Phật về khen kinh?" Phật bảo Thái tử: "Bồ Tát đời đời thấy người nói kinh, không phá hoại tán loạn, không chê trách họ. Do làm như vậy nên được sanh bên Phật. Bồ Tát thường tán thán kinh thâm kinh. Do làm như vậy nên có được trí tuệ hiểu biết." Thái tử lại bạch Phật rằng: "Vì nhân duyên gì không sanh chỗ ác? Vì nhân duyên gì được sanh lên trời? Vì nhân duyên gì không tham ái dục?" Phật bảo Thái tử: "Bồ Tát đời đời tin Phật, tin kinh, tin tỳ kheo tăng.
Do làm như vậy nên không sanh vào chỗ tà tám chỗ ác. Bồ Tát trì giới không thiếu khuyết. Do làm như vậy nên sanh lên trời. Bồ Tát biết kinh pháp vốn là rỗng không. Do như vậy nên không tham ái dục. Thái tử là bạch Phật rằng: Bồ Tát vì nhân duyên gì thân làm, miệng nói, tâm nghĩ đều trong sạch? Vì nhân duyên gì mà không thể được thuận tiện? Vì nhân duyên gì mà không dám phỉ báng Phật, không dám phỉ báng kinh, không dám phỉ báng Tỳ kheo tăng? Phật dạy Thái tử: Bồ Tát hoan hỷ hầu hạ Phật, ưa thích đọc học kinh, thương mến Tỳ kheo tăng. Do làm như vậy nên được thanh khiết. Bồ Tát ngày đêm hành đạo tinh tấn không lười biếng. Do làm như vậy nên ma không thể thuận lợi. Lời nói của Bồ Tát luôn thành thật. Do như vậy nên mọi người không dám phỉ báng Phật, không dám phỉ báng kinh đạo, không dám phỉ báng Tỳ kheo tăng. Thái tử là bạch Phật rằng: Bồ Tát vì nhân duyên gì tiếng hay thanh cao như tiếng Phạm Thiên? Vì nhân duyên gì có tám loại âm thanh? Vì nhân duyên gì biết được tâm niệm của mọi người mà đều có thể đáp trả lại được? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát đời đời thành thật không khi dối. Do làm như vậy nên được tiếng hay và thanh cao như tiếng Phạm Thiên. Bồ Tát đời đời miệng không nói lời ác. Do làm như vậy nên được tám loại âm thanh. Bồ Tát đời đời không nói hai lưỡi, không nói dối. Do làm như vậy nên có thể đáp ứng lại được tất cả tâm niệm của mọi người. Thái tử là bạch Phật rằng: Vì nhân duyên gì được thọ mạng lâu dài? Vì nhân duyên gì được thân không tật bệnh? Vì nhân duyên gì giao thức được hòa thuận, thương yêu nhau, người khác không chia cách được? Phật bảo Thái tử: Người không sát sanh. Do làm như vậy nên đời sau làm thầy người thọ mạng lâu dài, không cầm dao gậy đánh người. Do làm như vậy nên đời sau là người được không tật bệnh, thấy người tranh cãi đời đá nhau thì vui vẻ hòa giải, khiến sanh hoan hỷ. Do làm như vậy nên đời sau là người mà người khác không thể chia cách được. Thái tử là bạch Phật rằng: Bồ Tát vì nhân duyên gì có nhiều tài vật trân bảo, có người không lìa? Vì nhân duyên gì không mất tài vật, không bị người trộm cắp? Vì nhân duyên gì được tôn kính, được cao quý? Phật bảo Thái tử: Người không tham tài vật kỹ khác. Do làm như vậy nên đời sau được làm người giàu có, vui vẻ bố thí, không tham tiếc. Do làm như vậy nên không mất tài vật và lợi ích thêm nhiều, thấy người giàu có và được tiền tài, tâm không sanh tật đố, không tự cống cao. Do làm như vậy nên đời sau sẽ làm người được kính trọng, được cao quý. Thái tử là bạch Phật rằng: Vì nhân duyên gì thì được thiên nhãn thấy thông suốt? Vì nhân duyên gì được thiên nhĩ nghe xong thông suốt? Vì nhân duyên gì có thể biết được sự sống chết của nhân dân trên thế gian? Phật bảo Thái tử: Vui vẻ ưa thích đốt đèn trước Phật. Do làm như vậy nên đời sau sanh làm người được thiên nhãn thấy biết thông suốt, vui vẻ xướng hát kỹ nhạc trước chùa tháp Phật. Do làm như vậy nên đời sau sanh làm người được thiên nhĩ nghe thấy thông suốt. Bồ Tát Chư Thích chánh niệm và tam muội được thiền định. Do làm như vậy nên biết được sự biến đổi sống chết của thế gian. Thái tử là bạch Phật rằng: Bồ Tát vì nhân duyên gì mà được phi hành tứ thần túc? Bồ Tát vì nhân duyên gì mà nhớ biết được những sự việc trong đời trước và những sự việc trong vô số kiếp đời vị lai? Bồ Tát vì nhân duyên gì mà được ba đời làm Phật đạt Bát Niết Bàn? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát vui thích bố thí, thường đem xe ngựa, lừa voi, lạc đà, giày dép và thuyền bè, cúng dường chư Phật, tỳ kheo tăng và nhân dân. Cho là như vậy nên được phi hành tối thần túc. Bồ Tát thường chuyên tâm nghĩ nhớ chư Phật và thiền định theo chỗ học mà thực hành rồi dạy người, biết được những sự việc trong đời trước cùng những sự việc trong vô số kiếp đời vị lai. Bồ Tát được A Di vị trí đạo, lại đem tâm niệm không đắm trước. Do làm như vậy nó có thể đoạn trừ gốc rễ của sinh tử, được thành Phật rồi Bát Niết Bàn. Thái tử là bạch Phật rằng: Bồ Tát vì nhân duyên gì được dự vào nước an trị? Vì nhân duyên gì và hội chúng tỳ kheo tăng? Vì nhân duyên gì ánh sáng chiếu khắp mười phương? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát xưa còn nguyện lớn, do làm như vậy nên được dự vào nước Phật. Bồ Tát vô thích bố thí và cầu sinh cho người và nhân dân thực hành sáu ba la mật. Do làm như vậy nên đời sau được làm tỳ kheo tăng. Bồ Tát vô thích dùng bảy báu có thần lỏng hoa che trên Phật. Do làm như vậy nên được ánh sáng chiếu khắp mười phương. Phật vì Thái tử phân biệt giải nói những việc ấy xong, Thái tử cùng 500 trưởng giả đều rất hoan hỷ,
Thái tử Lót Hộ lại bạch Phật rằng: Nguyện xin cho con sanh trong đời sau, những lời Phật dạy đều khiến con cho con tin nhận và phụng hành, thảy đều như nguyện. Phật liền cười lớn trong miệng phóng ra ánh sáng năm màu và dạy Bồ Tát Di Lặc rằng: Hãy lắng nghe ta nói đây. Bồ Tát Lót, Thái tử Lót Hộ cùng các trưởng giả ở đây đời trước đều hành Bồ Tát đạo, được cúng dường 108 ức Đức Phật. Cho đến đời trước nữa, về thời Phật Đề Hòa Kala, 500 người đó đều là đệ tử của Đức Phật này. Dù ta đang giáo hóa đây, đời sau tất cả đều sẽ cùng ở trong chúng Pháp hội qua sau 6 ức Phật một kiếp. Trong một kiếp ở hội Mahabala, 500 người trước và 500 người sau sẽ làm Phật, đều cùng một tên Nhã Na Kỷ Đầu Đà La Đầu Đà Gia. Sau khi làm Phật sẽ như Phật A Di Đà, nước của Phật ấy cũng như Phật A Di Đà không khác. Các vị Bồ Tát ở trong nước ấy, người đến đi, người bay lại đều như nước Phật A Di Đà. Và trong nhân dân, người nào nghe kinh này mà tin vui đều sẽ sanh đến nước Phật A Di Đà. Phật thuyết kinh xong, Thái tử Lót Hộ của 500 trưởng giả, các tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, trời người quỷ thần, rồng đều rất hoan hỷ, đảnh lễ trước Phật mà lui ra kinh Thái tử Lót Hộ.